trong cái bộ kinh đó thì thầy nói vẫn có những cái sự thiếu sót và những cái sự lạc quan của các con. Thế thì như vậy thì đến bao lâu mình mới có được một bộ kinh đúng chắc gốc của lời Phật dạy? Và trong cái bốn cuốn những cái lời gốc Phật dạy mà thầy đã soạn ra thì đã đầy đủ hết chưa, hay là chỉ có một lần thôi? Chưa con, nghĩa là chừng nào mà có cái gì mà kết quả mà chỉ kết tập lại cái bộ kinh Phật Phật dạy, cái bộ kinh hiện giờ bằng tiếng Việt mà Hòa Thượng mới cho mình dịch ra tiếng nước, thì thầy đào tạo được một số người và đồng thời thầy chủ trì, chủ trì cho cái buổi mà kết tập thì mình cho thầy nó. Bây giờ thầy chỉ viết ra những lời tóm gọn lại lấy ở trong kinh thì thầy Hòa Thượng cho dịch mà thầy giải thích cho người ta hiểu được đó của Phật giáo như vậy, như vậy chứ không phải hiểu như vậy, hiểu như đại thừa thì không được. Cho nên thầy lấy cái này, đây là đường lối tu tập như vậy, cứ bốn tập này thôi. Nhưng mà thầy không làm cái nhiệm vụ này, cái gì mà mình thầy chưa đủ cái niềm tin cho mọi người. Mà ở đây thầy kết hợp là 10 vị A-la-hán mà thầy đã đào tạo như thế. Sau khi 10 vị có rồi, thầy là người chủ trì của cái cuộc kết tập kinh tạng này. Tất cả những bài kinh mà các tổ thêm vào đây, thầy đều gạt bỏ ra hết. Cái tập thể này gạt bỏ ra hết. Nghĩa là những người tu tiến qua A-la-hán rồi sẽ gạt bỏ hết những cái lời dạy sai, đưa vô làm hư hoại cái bộ kinh của lời Phật dạy. Còn cái nào lời của Phật dạy thì để y với những cái lời Phật dạy, không được sửa, để làm tốt lại đạo Phật. Chứ mà bây giờ mình thầy làm được, người ta chưa đủ, chưa đủ niềm tin, ta nói chỉ có mình thầy muốn dạy thôi cũng được. Bây giờ ví dụ như cái lời Phật dạy, trong khi đó ở tại cái bên Ấn Độ, cái vị trí đó, trong cái thời điểm đó là thời gian nào, nói cái bài kinh đó với ai, thì thầy dùng cái tuệ tâm minh thì thấy được cái hình ảnh Đức Phật đang thuyết giảng, thì đây là cái vị chứng qua lá này cũng phải dùng tâm minh thấy như thầy, và 10 người đều thấy Đức Phật đang thuyết cái bài kinh này trong cái thời điểm đó, đúng không? Đúng thì chúng ta chấp nhận, mà không có thì chúng ta ra. 10 người thấy mà chứ đâu có một mình thầy có, thầy độc đáo, thầy độc đoán đâu, phải không? Không hiểu. Cho nên cái tập kinh không phải chuyện dễ đâu. Cho nên khi mà ông ta viết tập trung 500 vị con là cái Đức A-la-hán đều là đọc lại cái tập của ghi chép. Cho nên sau này cái vua dục mới ghi chép lại thành chữ, thành sách. Cho nên nó đã mất hết rồi. Hồi đó thì ông ta viết tập trung lại thì một số mà chứng quả A-la-hán 500 vị mà vào đó thì ông A-la-hán chưa chứng. Ông một đêm mà ông nỗ lực thực hiện một đêm mà đi thân hành niệm chứng đạo, sáng hôm sau ông mới chui vô hang người ta kết tập, thì ông mới vô đó ông kết tập. Thì Hoa Nam mới là người gần tay nhưng mà hai năm đưa nghe Phật, nhưng mà lúc bây giờ họ kết tập kinh bằng cái đọc nghe thôi, đọc cái bài kinh cho 500 vị này nghe thôi, đó là dạy vậy vậy thì ai cũng nghe được hết, nhưng mà không ghi chép nữa. Không cái thời sao mà kỳ lạ gì chứ, không có thành sách được. Có nghĩa là cái thời đó người ta có thể người ta không muốn chép, người ta nghĩ rằng những cái bậc A-la-hán đọc rồi người ta nhớ, người ta không có quên. Nhưng mà sau này con người sau này không chứng quả A-la-hán nghe rồi quên mất, mà nghe rồi quên mất lại thêm, bởi vì cái kiến giải của người ta chưa làm được cái đó, người ta kiến giải nó cạch. Còn những bậc A-la-hán nói lời nói đó khi đúng người ta không có thêm vô, còn mình thì không biết rồi mình cứ nghĩ tưởng như vậy vậy, mình tưởng ra mà thêm vô thành nó lệch kinh. Các tổ sau này bảo lại kinh sách chép lại như thầy đã được bao các vị đó, còn là sao tăng không thấy một cái thứ ba hắn. Cho nên tới tập kinh thêm cho nhiều quá, hồi đó tôi cũng nghe vậy vậy thầy tôi thầy tổ tôi dạy vậy, nhưng mà bởi vì tôi chưa chín cho nên bây giờ tôi thêm vô mà tôi cũng nói mà nói thôi không hiểu. Cho nên vì vậy mà bây giờ cái nhiệm vụ mà làm là cái bản kinh quy thủy này là phải 10 vị không có thể. Thì chờ để mà thầy sống tới đó rồi. Con có được chứng kiến cái việc đó không? Con có được chứng kiến cái việc tập kết đó không? À, nếu mà con có ước ao rằng ngài mà tập kết được cái điều này với 10 vị chứng qua tháng mà tập kết được điều này, ước nguyện sao cái giờ đó con còn sống. Thầy nói thật sự thầy sống 200 tuổi được, mà 200 tuổi chắc gì con sống. Thôi được.
Thôi bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi con tính 80-90 tuổi hoặc 100 tuổi con có cao lắm thì nữa cho con 100 tuổi cũng phải chết mà thầy trong 200 tuổi bây giờ giúp con bây giờ 200 tuổi thì con thấy con khoảng 100 mấy có phải không? Thì như vậy là con là thành công chắc mà con ước nguyện là con sẽ được giữ vào cái lúc mà tất cả cái tàn lúc quân thủy mà là bằng tiếng Việt Nam là hướng như Việt Nam chứ có ai làm cái việc này vinh dự nó không phải là người ngoại quốc nữa mà còn là người Việt Nam mà hướng người Việt Nam chứ có ai làm một vinh dự cái đất nước cũng như bây giờ thầy tu thầy làm chủ tịch Việt Nam một vinh dự cái quê hương này chứ nếu mà thầy là người Ấn Độ hoặc là người Mỹ người Pháp hay người nào đó thì không vinh dự cái đất nước này nhưng mà là người Việt Nam làm được cái chuyện thì nó là một vinh dự mà bây giờ kết tập những cái lời cầu nguyện là những bậc chứng quả thì ta thấy đây là một vinh dự mà thầy đang đào tạo những người đây vừa là niềm tin cho Phật giáo cả thế giới cho con người trên hành tinh này người tu ra đạo Phật là làm chủ được gì vậy mà cứ nói sao cái căn thầy là đào tạo chính đi mà ngay nhiều khi bản thân con bởi vậy anh dần cũng tức lắm hay là làm việc với người ta cũng lớn tới mình đó thì rồi bỏ thì con thấy con cũng đã nhẹ nhõm ra dạ chứng thì như vậy không biết vì con người chúng ta suy nghĩ như thế nào hay là do một cái định kiến một cái kiến giả gì đó mà cứ đợi thầy phải chỉ chứng đi nhưng mà ngày đó cũng là một cũng như con có một cái anh quen cứ nói là bây giờ tại sao những cái chuyện nhỏ nhất của thế giới người ta cũng quảng bá rằng là đó mà chúng ta có một cái việc thầy đã làm cái bậc nên là đáng tính như thế mà sao rất ít người biết cho sự thật ra mỗi người tu là chỉ biết nhận xác định được con đường chứng đạo thôi chứ người ta nghĩ đức Phật của tu ra đạo Phật chứng cái gì cao siêu cho nên họ cứ nghĩ là thầy sẽ giảng sự thật này nói chính thì sao chứ đức Phật đã nói mà pháp ta không có thời gian đến để mà lấy gì chứ chứng đạo chứ lấy gì làm chủ chứ gì đâu có phải mơ hồ đâu phải trừu tượng đâu biết bao nhiêu người tu sĩ về đây rồi con bệnh đau gì cũng được mà kể mà con thấy tỷ lưu được mình vẫn thấy gì không phải chứng sao đòi gì mấy con mặc giới tu sĩ rõ ràng còn gia đình này khi đàng hoàng cũng chứng chứ đâu phải không chứng đâu làm chủ được bệnh rồi mà làm chủ được bệnh tới chừng mấy con chưa làm chủ được chết cũng chết nào chết cũng sống mà nào sống gì nhưng mấy con không bệnh mà mấy con chết phải tự tại ra cũng sướng lắm chứ đâu có gì mà khổ đâu bởi vì không bệnh đau mà nằm xuống cái ngủ luôn cũng phải khỏe chết rất tự tại thầy nói chưa đi sâu tới cái giai đoạn mà chúng ta làm chủ nhập tứ thiền mà cho nên vì vậy mấy con chưa nhập được tứ thiền nhưng mấy con vẫn tự tại nó sẽ tử chứ đâu phải nó mấy con đuổi được bệnh là thầy thấy mấy con tự tại có bệnh đuổi rồi thì nó đâu còn đau nhất nữa thì giờ nó chết thì nằm xuống chết mà bệnh cũng phải khỏe nó phải tự tại dạ thực pháp của thầy thì con có đọc cũng nhiều nhưng con nói gọn lại tin như đây quý thầy thấy có đủ chưa? Cái thứ nhất đối với cái người cư sĩ như chúng con thì trước hết là cái giữ nam giới, cái thứ hai là mình phải có cái hạnh sống là nhẫn nhịn tùy thuận bằng lòng. Dạ, thì con và một cái phương châm để mà mình luôn luôn nhắc nhở là không làm khổ mình, không làm khổ người với mọi việc. Đó là con rút lại được trong cái cuộc sống của người cư sĩ của con. Và đến theo lời thầy dạy thêm nữa thì bây giờ con sẽ cố gắng định tâm để mà đuổi bệnh. Dạ. Và những cái ước nguyện nào của con thì con cũng định tâm để con ước nguyện thôi. Dạ, vì như vậy đã đầy đủ chưa? Đủ rồi con. Dạ. Con cư sĩ như vậy thì con đã đủ rồi. Con có cần những thứ. Cái những cái mà tốt được là những điều mà con đã nghĩ là trình là đã đủ cho cư sĩ sống như vậy. Nhưng mà để được nhẫn nhịn tùy thuận bằng lòng thực sự ra nó cũng cả một cái quá trình tư duy về nhân quả, về định cô lậu, về định sách, cả một cái quá trình mà phải là mình soi xét rất kỹ mình mới thực hiện được cái nhẫn nhịn tùy thuận bằng lòng. Dạ. Đòi hỏi có cái thời gian tư duy. Vâng. Và phải biết về duyên khởi. Phải hiểu về nhân khởi, phải hiểu về nhân quả. Thật sự với cái đó con cũng rất là yếu. Cho nên nhiều khi không có thể nào mình nhẫn nhịn tùy thuận bằng lòng một cách mà mình cảm sao đó mình nhìn lại vẫn còn rất là dễ. Thì giờ mình bắt đầu mình làm cái học về nhân khởi, học về nhân quả.
thì những cái duyên khởi nhân quả đó thì mình cũng mới dạy. Coi như là thầy đã mở cái lớp mà tính trực tiếp, tức là thầy dạy mà tiếp gì thì con không được dựng cái lớp này. Cho nên lớp đó tôi chuyển ra cái tri kiến con biết con gì hay không, rất là không tiện quả. Thầy nói thông suốt tất cả những nhân quả từ cỏ cây cho đến con người, nhân quả như thế nào để chỉ rất là. Mà con nói được học cái lớp nhân quả thì cũng ổn, nhưng mà qua rồi thì bây giờ thầy coi như có một cái dường như là có một người, số người ghi lại trong những cái buổi học đó, ghi lại cái băng sách họ cũng biết ra, nhưng mà không biết là họ tu hành như thế nào thì chứ họ đã ghi lại cái tiếp rồi sẽ rồi mấy con có cái tâm nguyện thứ hai thì có ngày sẽ gặp lại mấy bộ sách đó, mấy cái điểm cái lớp dạy không mất đi đâu. Chỉ có cái nãy thầy nói với con thì mình cũng khởi lên một cái ý là trước con có nghe nói là thời Đức Phật đó, không tập kết kinh điển, không có lần đầu tiên không có ghi thành kinh, ghi thành sách được đó, là do thời kỳ đó bút kiếm sách còn không có, chỉ là chỉ nói truyền tụng bằng miệng thôi. Nên nãy thì thầy nói là không hiểu tại sao là không có ghi thành sách, thì không biết là trong cái thời kỳ đó còn phô sơ cho nên việc mà viết sách thì rất là khó khăn. Tôi viết trên giấy, viết trên lá, viết trên chuối thì có phải đúng gì không? Viết trên lá nhưng mà họ có viết mà, bởi vì trước Đức Phật nó có luật sư Hòa Đạo, nó đã có ghi chép, nó đã có chữ rồi, chữ Pali, chữ Sanskrit đúng không? Nó đã có rồi. Yeah. Nhưng mà đạo Phật, nó đỡ Phật không được chép là như thế này, chép rồi mấy người cứ đọc có kiến giải không là không tu, cho nên nghe rồi tu chứ không nghe rồi mà ở đó mà chép rồi cứ ngồi đọc hoài, cho nên Đức Phật không có. Vì vậy mà các đệ tử của ngài như ông Ca Diếp rồi đó kết hợp cũng không sao chép, chỉ đọc nghe rồi nó tu, tử rồi nó tu. Còn bây giờ mình chép thành kinh sách rồi cứ ngồi ôm một kinh rồi đọc hoài, đọc rồi đi ra nói thôi, chứ còn thành ra không có tu. Nên vì vậy mà thầy biết cái ý của Đức Phật vậy rồi, nhưng mà thầy nói thật sự ra mà tại sao người ta không ghi chép cho đúng để rồi bây giờ thất lạc như vậy, đó là cũng là một cái lợi ích cho người hiện tại để tu, nhưng mà tai hại cho người về sau là thiếu. Đó con bé, cái lợi này mà nó hại cái kia. Cho nên bây giờ mà thầy viết sách á là thầy muốn duy trì lại cái đạo Phật, tại vì chỉ có Đức Phật chứ còn thầy đâu có cái gì mà của thầy. Cho nên nếu mà Đức Phật mà nói là duy trì của Đức Phật thì Đức Phật thấy coi như là mình để cái danh. Cho nên ông Phật không hôn. Cho nên nói rồi nghe đáp tu thôi. Các con hiểu. Còn bây giờ mà cái gì mà thầy làm là dựng lại của đạo Phật chứ không phải của thầy. Cho nên thầy làm được. Không, mà hồi đó thầy không làm được, làm như vậy là bị giác. Thầy bởi vì cho nên có không biết người nào mà viết sách là muốn cho mình, mọi người đọc sách mình để viết tiếng là danh cái gì? Nhà danh cũng là tháo tháo danh lắm chứ đâu. Ráng cố gắng viết cho hay, thì do đó là nói danh. Cho nên Đức Phật có cái ý rất rõ, chứ không phải là không rõ. Nếu mà của mình mà giờ để viết là thành sách đây là mình tháo danh, giờ cấm thì mới đâu. Là coi như là có danh có lợi thì nên ẩn bóng, mà có danh thì không được ghi chép lại thì là cái ý, cho nên đó là cái ý. Cho nên tới bây giờ chúng ta tai nạn nhất là không có sách vở mà ghi lại trong cái thời đó, cho nên sau này người ta muốn ghi thêm cái gì thì nó có cái lợi mà không có cái hại, cái lợi cho thời điểm hiện tại đó mà có cái hại cho chúng ta sau. Nhưng mà bây giờ thầy cũng nhận vô là làm lại tất cả những gì của Phật, chứ còn cái của Hòa Đạo, kiến giải của mọi người thì người sau mới có thể có lợi, để người sau nữa có lợi. Trong thầy thì có cực khổ, nhưng mà sau này thì không cực khổ. Những cái thế lực xấu là hay là âm ấy, nhưng mà mình là cố gắng là nhịn nhục, cũng mong muốn là có một cái nhân quả như thầy nói, thì là như vậy thì là mình có thể là sửa đổi được, là cho những cái người mà xấu hơn thì nó chia sẻ theo được cái đạo đức mình là của mình không ạ? Bởi vì đạo Phật dạy cho mình biết là giải quyết được cái tâm mình cho mình, sau đó không phải dạy cho mình chịu đựng mà bỏ qua, mà sau
khi cái tâm mình bình tĩnh rồi, sáng suốt, mình thấy những người đó có những cái điều sáng, thì mình khi đó mình bình tĩnh thấy rõ. Còn lúc mà mình bị giao động tâm này thì nó không sáng suốt, thì đang đau khổ. Mà nhờ mình hiểu được nhân quả của tâm này, mình sẽ được bình tĩnh. Mà khi bình tĩnh rồi thì những người mà họ biết mình hoặc là họ tìm cách này kia mà ai mà chịu được thấy rất rõ. Cho nên cái người này khi được mà con nhận con quên được, thấy cái người này dễ chấp nhận thì con sẽ quên được chấp nhận, để cho mình có cái số người cùng nhau đúng ở trên cái này đâu, lấy số đông mà dẹp cái số ít thôi. Cho nên vì vậy mà khi đó nó không phải sáng suốt để chúng ta chịu đựng để mà lúc nào mắt nó cũng đẻ với con, mà để con phải biết tạo cái thế lực của mình, có một số người đông đảo giữ được đạo đức, để rồi số đông này nó dẹp ra, để rồi ở cái số ít kia nó phải chấp nhận, thì như vậy mình đem lại con người nó chứ đừng có mình chịu đựng rồi mình chịu lé rồi người ta hiếp đáp mình qua. Không phải đạo Phật dạy kiểu đó đâu, dạy mình đem lại điều tốt là cho mình, cho người chứ không là gì. Nhưng mà mình thấy trong cái số người này họ hiếp mình nhưng mà có người thì mình tìm cách mình giúp đỡ người này để cho họ về với mình, để thấy được cái đúng. Vì đồng thời số lượng người mà về với mình đông rồi thì bắt đầu đưa ra mình bàn bạc với nhau, thì mình dạy ở bên kia khác dạy xuống đi, thì tất cả chị em khác họ đều thay đổi những người khác, người ta không đứng làm khổ mình cũng đứng ở trên cái nền đạo đức của mình giải thích được một cái thì sẽ đem lại tốt cho xã hội. Mới đầu thì coi như mình chỉ lép á, nhưng mà mình nhắn nhẹ thì rồi vui vẻ, mình thấy giai đoạn cái tâm mình nó bất động, nó yên ổn. Yên ổn rồi mình phải chọn lựa những người nào mà cái phá thì mình rút cái từ theo mình đi, theo mình là theo đúng cái thiện pháp rồi, không có cái gì đâu. Mà đang có cái tập thể thiện pháp rồi thì bắt đầu mới đưa ra công khai, mới đem ra những cái điều đúng sai để mà chỉ cho cái bên sẽ ít kia để cho họ thấy. Và khi họ ít rồi thì họ phải chấp nhận cái số đông, họ phải chấp nhận cái làm theo cái số đông, thì từ đó họ trở thành số đen không có khí hạnh. Nhớ này, về làm gì là tốt, chịu đựng con phải có thời gian, chứ không thể con muốn bữa nay ngày mai cho nó được tốt liền, không phải đâu, phải chịu được khó. Cái thứ hai là phải trong suốt cái thời gian một năm mà có cái tâm quý của mình suy nghĩ tốt nha, thì con sẽ làm được. Chứ đừng có nghĩ là hôm nay ngày mai hay tuần lễ hay tháng để cho nó xong thì nó quá thì mình cứ lần rồi mình sẽ làm. Muốn cho một cái người đó hiểu được những cái sai của họ, một cái người này chấp nhận họ sửa thì mình nhắc khéo thì họ thấy, mình thấy họ có về với mình, về mình là được người này đến người kia rồi, mình thấy được rồi 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 để ác pháp gì. Cũng như bây giờ dù mình biết là cái xã hội chúng ta là thiếu đạo đức, nhưng mà có đầu này trước cái vô đạo đức này thôi. Cho nên mình cố gắng, mình viết sách, mình cố gắng, mình gợi lên. Có người nào mà họ được nghe thầy thì họ lại hướng về thầy, thì đó là được, thì có số lâm rồi. Thì do đó những cái sự nghe tính giáo hội Phật giáo các vị lãnh đạo Phật giáo đến đây bàn bạc như cái sao chứ, thì cái lực lượng của thầy đâu rồi. Cho nên khi đó đưa ra thì người ta thấy cái lực lượng của thầy có, cho nên bên kia nó phải chỉ đầu hàng, còn cái chỗ thầy kém. Nhưng mà thầy phải nói là cũng có thể nói là từ 50-60 năm sau cái lúc đâu bây giờ muốn thay đổi được, để mỗi lần nó thấm nhuần thêm một cái số người người ta hiểu biết, để rồi người ta hướng về với cái pháp của Phật. Sau khi cái pháp của Phật đã có một số lượng được tương đương hoặc là hơn, thì thầy mới mở cuộc họp mời giáo hội một cái thầy để làm, còn hiểu chưa? Chính thầy đã chuẩn bị cho vấn đề đặt mà thầy chờ cái nhân sự, cách thức làm nào đi mình phải chờ cái tự bằng trí tuệ để đem lại cái tốt cho tất cả mọi người, chứ không phải riêng mình. Mà quý thầy ở trong các cái chùa đại thừa mà họ chấp nhận được thì còn nghĩ là tốt hơn, đâu còn dễ thay nữa. Chứ còn bây giờ mà thầy tiền hết rồi, không hết rồi, không có. Thì bây giờ trong cái hoàn cảnh đó cũng vậy.
cảm ơn thầy. Với lại con thấy là dạo này thì cũng có nhiều người gọi là thầy nói xem đón được cái tương lai, thì thầy giải thích thêm cái hiện tượng là tại sao một số người thì là nhìn được là cái tương lai của người khác, và như vậy là có cái cơ sở gì hay không? Có chứ, mà nó có cơ sở. Cơ sở qua được âm dương mà từ đâu tới giờ con nói cái ngũ hành âm dương ngũ hành đó, từ đó mà nó đẻ ra một cái pháp chi tinh, tức là bói thai nó, bây giờ nó có những cái sách đó mà dựa vào đó, tức là cái nhân quả nó cũng nằm ở trên âm dương mà nó hoạt động. Cứ quy định nhân quả con hành động thiện ác nó cũng đều trên cái quy định âm dương đó, không biết cho nên nó thành ra bây giờ là một cái bộ sách dịch số cho nên như vậy. Mà vừa vào đó cái người mà học thông suốt thì họ từ cái chỗ mà con sinh ra sinh tháng đẻ con như thế nào tuổi của con rồi cái mạng của con mạng từ lúc nào khi mạng quả, tức là âm dương ngũ hành âm dương, người ta từ đó con sinh ra thì bây giờ con nằm ở trong cái ngũ hành âm dương đó, con hiểu không? Cái tuổi tác của con nó nằm trong đó, cho nên họ mới lấy cuốn sách này ra kê ra một cái bài toán mà giải ra, cho nên họ nói con không có đúng, con không có sai chỗ nào, ví dụ theo quy luật âm dương là nhân quả rồi, cho nên không có tài sản sai. Nhưng mà họ nói về tương lai con, nó bây giờ thì con sống như vậy mà con thay đổi cuộc sống của con, con có đúng giới được theo năm giới của mình thì nó không còn đúng như là nói về tương lai. Mà nếu mà con không có sống đúng giới luật, con cứ sống vậy đó thì nó nói tương lai con xảy ra cái gì nó không sai con. Vì cái quy luật nhân quả nó đã cắt con sanh ra làm người, con phải trả những nhân quả như thế nào nó y trong cái dị số rồi, nó không sai rồi. Cho nên bây giờ nó bói pha là bói pha kiểu đó, không nên nó trúng phải không? Còn bói pha theo kiểu đồng cốt là do cái tưởng nó giao cảm nó nói ra, cái tưởng nó giao cảm cái người nó đồng cốt không nên nó nói như ai nhận nó đó, nó nói chuyện gì con như thế này kia sanh đúng hết, không ngờ là cái tưởng nó giao cảm qua cái cuộc sống của con mà nó nói ra, hiểu không? Nó khác. Còn cái kia nó dựa vào cái gì âm dương kim một tỷ quả thổ ngũ hành âm dương ngũ hành mà nó ra, mà con sinh ra thì con nằm ở trong âm dương ngũ hành đó. Nó đã ghi được âm dương con tuổi tí thì nó nằm ở trong trong tuổi, rồi con mạng gì con rõ ràng phải không, rồi cái năm sinh ngày sinh của con nó nhằm ngày tí ngày số ngày giờ, rồi ngày đó nó thuộc về thủy mộc quả thổ gì, con hiểu chỗ đó nó suy ra, nó tính ra cái này nó như bài toán, nó tính ra tất cả những cái gì ở trong cuộc đời con nó đã xảy ra nó không sai, mà đã sắp tới nó nói thật thầy nó còn bởi vì nó vậy nó mới có sự mê tín, từ đó từ cái quy luật âm dương mà nó không có hiểu như Phật giáo, cho nên nó mới đẻ ra cái sự cúng bái hậu, nó mới xây dựng cái giới chưa. Còn cái này bởi vì con thấy là kim mộc thủy hỏa thổ nó có năm phần này, âm dương thì nó là được nhân quả, kim mộc thủy hỏa thổ nó kết hợp trong người con thì nằm ở trong kim mộc thủy, con không mạng thổ thì mạng quả, không mạng quả thì mạng kim, ví dụ vậy. Nhưng mà trong kim mộc thủy hỏa thổ này nó chỉ có ba chứ nó không có bốn, học phần nó có bốn, nó thiếu cái kim mộc và thổ, nó chỉ có một là đất. Kim nó cũng là đá phân, mà mộc nó cũng là đá phân, mà đất là đất phải không? Nó thuộc về đất. Kim mộc thủy thổ là đất, còn thủy quả là hai, nó có ba. Còn gió không có, đất nước gió được không? Không không có. Mà trong cái hộp con người ta nó có gió mà, con thấy tự đây, cho nên nó không thành con người. Kim mộc thủy quả thổ không thành con người. Con hiểu chưa? Quy luật âm dương thì có âm có dương, cho nên tất cả những cái hộp duyên của cái âm đó nó mới tạo thành người nữ, mà họ duyên của dương nó mới thành người nam, con hiểu chưa? Cho nên nam khác mà nữ khác, con hiểu chưa? Mà trong âm dương á ngũ hành thì nó lại không đúng cái tứ đại, còn đạo Phật có tứ đại đủ, còn âm dương ngũ hành của con á thì bây giờ nó chỉ có năm mà nó chỉ còn có ba, đất rồi nước với lửa, còn gió không có mà. Nó thiếu, cho nên vì vậy mà nó do nó thiếu á nó mới nghĩ ra có cái linh hồn. Con hiểu rồi các thầy nói không? Bởi vì cái đó là cái văn minh của Adam, tức là của Trung Quốc. Cái văn minh Trung Quốc đó nó do từ Khổng Tử, Lão Tử mà
mà nó đẻ ra cái duyên này. Cho nên vì vậy nó không bằng cái văn minh Ấn Độ. Cái văn minh Ấn Độ nó đưa ra con người là bốn chất đến bốn giới được, do đạo Phật nó thực tế như vậy. Cho nên cái văn minh Ấn Độ nó cụ thể, cho nên nó không mê mê tín. Còn cái văn minh Trung Quốc á, nó không đủ, cho nên nó thiếu, cho nên vì vậy nó phải dựng thêm cái linh hồn, nó dựng thêm cái thế giới siêu hình. Do đó nó mới có cái thờ cầu cúng, còn hiểu chưa? Nó mới có cái chuyện mà cúng bái. Cho nên vì vậy mà cái văn minh đó nó ảnh hưởng cho Phật giáo. Cho nên các chùa đều cũng phải làm ra văn minh của thành viên ngũ hành. Còn cái Phật giáo thì nó có tứ đại, cái âm dương tứ đại. À, nó có âm dương tức là nhân quả tứ đại, thay vì Phật giáo thì nó nhân quả, âm dương thôi. Con hiểu không? Không, bây giờ thầy phân tích cho mấy con thấy cái văn minh của Ấn Độ và văn minh của Trung Quốc, hai cái này nó còn thiếu mà không hiểu được, cho nên nó thiếu, nó phải thiệt thiệt có linh hồn. Nhưng không ngờ Đức Phật thân tứ đại này ngủ quỷ này chết thì không còn cái gì trong này hết, mà bao qua có trời là tưởng tri chứ mới duy tri, không có cõi đời khá dở đi đi gì, còn cái gì thì là có cái gì không hiểu chưa. Tại nhân yếu nó còn thiệt nó thiệt cho đủ, nhưng mà nó thiệt ngon thì nó sai. Nó thấy linh hồn, nó tưởng là cái gió, cho nên có con nghe. Trong khi lâm sàng đó, khi một người chết họ thấy sao cái trọng lượng của người chết là nặng, nó mất khí đồ. Nó không ngờ cái hơi nó bóp ra cái gì, mà giờ nó mất khí. Thì do đó họ nghĩ được cái hơi đó là cái linh hồn. Và thậm chí như các nhà khoa học họ cũng cho đó là cái linh hồn nó đã xuất ra rồi, cho nên cái hơi nó nhẹ chút. Nhưng mà không ngờ cái hơi, cái người của chúng ta nó bóp ra. Nhưng mà còn cho nên hồi chúng ta còn sống á, ví dụ như nó 25 kg, chết rồi còn 50 kg thôi, họ nghĩ là cái linh hồn 5 kg, ta nghĩ không? Thì sợ ra thì cái thiếu còn thêm, còn bên đây cũng đủ, cho nên vậy nó hoài gì cũng không còn có cái linh hồn. Hay Phật giáo rất hay được, thầy nói văn minh nó đối xử với nhau, cũng là cái kiến thức hiểu biết của những người xưa, những nhiều tiền kiếp ngày xưa. Nhưng mà các ông này là nếu chưa đủ thua hoặc mà cho nên thầy phân tích cho con thấy không? Thế nếu mà đó không phân tích đó, thì các con sẽ thấy việc anh như ngũ hành không đúng, đây này không sao. Cho nên nó chỉ xây dựng trên bối ma, cho nên nó tạo thành cái tính còn đạo Phật. Hôm nay sống thiện ngày mai hạnh phúc, bữa nay sống ác thì ngày mai nó chỉ là đạo Phật. Hai người sống với nhau họ không hạnh phúc, mà nếu mình cứ nói là luật nhân quả thì không lẽ là mình cứ phải chấp nhận mình phải sống không phải chấp nhận được lắm. Mình nói luật nhân quả để cho mình chấp nhận ở trên luật nhân quả, nhưng mình chuyển biến thay đổi nhân quả, chứ không chấp nhận nhân quả để rồi nó cứ cãi cọ nhau hoặc phải là buồn phiền. Con hiểu cho nó để cho cái tâm mình an đây nó mới xảy ra gì, mà chuyển đổi cái đầu tiên chuyển đổi an nhất là mình thấy nó nhân quả, tâm mình nó được an. Nhưng mà không phải vì ai cũng đó để mà chịu đựng. À, bây giờ khi mà thấy được nhân quả rồi, thì bây giờ phải thay đổi cái nhân quả xấu này trở thành nhân quả tốt. Thay đổi cái hoàn cảnh gia đình mình đang xấu trở thành hoàn cảnh tốt. Không nghe hiểu chỗ đó. Nhân quả phải thay đổi cho nhân quả cố định. Đây là phải số mệnh, mà là số định, mà là nhân quả. Không biết không? Nhân quả thì bữa nay, mình ngày mai phải hết. Bữa nay thì đầy ra, ngày mai phải hết. À, bây giờ tôi chấp nhận đầy đà thì trong khi đó tôi chấp nhận nó, tôi không nói. Nhưng mà cái thời gian qua trong một giờ một ngày qua ngày mai là những cái sai cái đúng là tôi đem lại phân tích, là tôi thấy cái sự bình an, cái sự mà ổn định được tinh thần, không bị bị rối, thì trong khi bị nắm nhận nhau thì tôi chưa cãi rõ đâu. Tôi thấy nhân quả là tôi không cãi, con hiểu không? Tức là tôi vui chấp nhận nhân quả, nói sai nói quấy nói gì nói tôi chấp nhận hết. Nhưng mà sau đó rồi tôi không phải là chấp nhận hoài hoài đâu, tôi sẽ nhận ra hết tất cả cái này, thấy sai thì đúng thì nhận ra hết, ai sai ai đúng thì phải sửa. Còn việc tôi đó thì nó sẽ chuyển biến nhân quả, thay đổi nhân quả. Chứ còn không cứ chấp nhận là còn không dám nói gì hết, tôi cứ để im liền như vậy thì tức là con chấp nhận để mà chịu đựng thì nó sai, cũng phải được nhân quả vậy. Tôi chấp nhận nhân quả nhưng mà tôi làm thay đổi nhân quả, còn hiểu không? Nói như vậy mà mới bình. Thế lại là ví dụ như mình sống thì mình phải như là làm sao mà người ta có thể kinh doanh, là người ta có thể làm giàu, như vậy có phải là mình đi sai con đường? Tại con hiểu đúng không? Chưa đúng.
Nhưng mà bây giờ tôi đầy đủ vừa để làm được những cái gì là giúp cho những người bất hạnh xung quanh tôi, mà tôi thừa nữa, tôi có thể tôi sống cho họ là cái phương tiện để tôi đi làm thì cái gì là tôi có quyền tôi sống cho họ, chứ không phải gì tôi tham nó lắm sẽ hơn, tôi gom góp hết sức tôi để tôi sống ngày cuối cùng tôi nợ ơn nữa thì cái này tôi cần tôi làm tội tôi tự nhiên là con nghĩ cái này nó cho nên vậy mà giải quyết tất cả mọi sự việc mà tôi làm là vì tại vì cái khả năng tôi phải đứng trong vị trí giám đốc cho mà tôi tham mặt sở đất, tôi tham gia đâu. Vì vậy mà tôi đứng ở trên vị trí này tôi phải điều khiển cả cái giao phòng, mọi người cùng làm, chứ tôi phải chạy công việc và trách nhiệm người nào ra mình hết, chứ không phải là tôi làm lớn mà chỉ người này người kia ở trên đầu ông ta tôi bảo sai cái gì không phải. Tôi chỉ cứ hiểu biết cái điều kiện mà tôi làm được, tôi biết rằng cái khả năng của anh của chị phải làm như thế này thế này, cái trách nhiệm phải làm cái đó cũng phải để cho công việc chúng ta chạy và giúp đỡ chúng ta có cái công ăn việc làm tốt, để chúng ta không phải lợi riêng cho mình mà còn giúp những người bất hạnh trong xã hội, con hiểu không? Cho nên không phải dân tôi làm là bởi vì cái khả năng của tôi đã có cái trình độ kiến thức học thức hiểu biết đứng trong vị trí đó thì điều khiển được cái công ty, một cái nhà máy thì tôi điều khiển. Còn bây giờ tôi không hiểu mà tôi trèo nó, tôi tham gia cái trèo đó coi gì, tôi chỉ có người trợ, người phòng để là người thứ nhất, cuối cùng tôi tự nhìn. Tôi đang làm cái gì? Có nhiều người làm giám đốc mà có cái người trợ lý giám đốc, người trợ lý giám đốc điều khiển hết, cũng như ông giám đốc này không làm gì hết, ông này rất tệ. Thầy phải chịu, hà là thầy cũng làm thôi, mà thầy làm cái đó là thầy phải có cái tài. Cái tài của mình có, chứ không phải mình không có nhiều người nói ra, họ bỏ tiền ra, mà mình mới đắp đứng đó, muốn một cái lý, không biết gì. Sợ như vậy, tôi có khả năng tôi làm ra lời, mà lời trong thì học, chứ không phải là lời trong thì học. Vì tôi không có chấp cái lời, tôi làm là gì, lợi ích cho bản thân, cho gia đình, và xong, tôi làm. Ai cá nhân tôi làm được cái tiền chứ không phải là làm dành bằng thuận bằng cái này là cũng được, con hiểu không? Dạ, với lại thầy con thấy là những cái đạo khác thì cũng tất cả các đạo đều dạy con người là sống yên vui, nhưng mà con thấy cái điểm khác là có những cái đạo, có đạo thì người ta nói là trong một cái trường hợp, có cái trường hợp mà mình bị người khác có thể là họ đánh mình hay cái gì đó thì mình có quyền để mà mình đánh lại, không, nhưng mà con thấy trong đạo Phật hình như là không có cái điều đó. Con hỏi thầy là trong đạo Phật nếu giả sử người ta đánh mình thì mình làm như thế nào? À, người ta đánh mình giảm thì mình coi con thấy là đạo, có những đạo khác thì con nói là con có quyền đó, nhưng mà trong đạo Phật thì mình có quyền nhưng mà không phải để cho họ ăn hiếp mình, mình phải để ăn hiếp. Con hiểu không? Mình nhịn, bây giờ họ đánh mình dạy, họ chửi mình thì chửi lại, nó là cái nhẫn nhịn của lòng. Nhưng mình không phải để cho cái người này thấy họ chửi mình chửi hoài, họ đánh mình đánh hoài không phải đâu. Tôi sẽ nhờ những người ở trong chung ở đây để cả này cứ lừng lúc nào cũng hút. Lấy cây được mà chạy hoài thì được, bởi vì mình có cái tập thể sẽ bảo mình có pháp luật của nhà nước thôi, mình đâu mình lấy pháp luật thôi, nhưng pháp luật không có nghĩa là tay đôi với người ta, con hiểu không? Mà lấy tập thể đó là cách thức giải quyết, chứ không để anh hát phát này mà lừng hoài không được, làm cho anh kho cái đầu là nhưng mà bằng cái sự tập thể, chứ mình không có làm đơn đầu gì anh bằng hai người bằng cá nhân được, bởi vì hai người rất là bất lợi. Còn trong đó tập thể thì con không bất lợi, con hiểu chưa? Thấy khá trước rồi, bởi vì mình sống trong cái xã hội đều có pháp luật bảo vệ sự sống của mình hết. Mình lấy tập thể ra đưa pháp luật nhà nước ra, anh này sai thì phải chấp nhận, có pháp luật điều kiện. Nghe con thấy chẳng hạn như Việt Nam mình, nếu như mà kẻ thù có xâm lược thì mình cũng phải đánh đó thầy. Đánh chơi con giữ nước thì đánh chơi. Nhưng mà nếu giải quyết có đúng cái đạo Phật không thầy? Đúng. Đạo Phật đầu tiên chúng ta đánh chiếm đất nước mình, à người ta giải quyết anh xâm chiếm đất nước tôi, anh đưa quân qua đánh, bây giờ dừng lại, không phải là tôi không có quân đội đâu, tôi không có súng đạn đâu, dừng lại.
chúng tôi sẽ bàn với nhau, đem đánh nhau có lợi ích gì cho dân tộc cả hai nước. Chúng tôi bắn anh thì anh cũng chết, mà anh bắn chúng tôi cũng chết. Đem cái lợi ích gì, anh muốn cái gì, anh muốn tiền bạc, anh muốn cái gì, tôi với anh sẽ hợp tác cùng nhau làm cho hai nước, dân tộc chúng ta hạnh phúc hơn. Bàn bạc mình cũng có bộ ngoại giao chứ bộ không sao, còn hiểu không? Thì cho nên đâu có anh dắt súng đánh tôi bắn là đâu, tôi mà tôi có tiếng nói trước mà anh ra không nghe, anh không nghe tức là tôi sẽ khi mà tôi họp với anh, ở đâu phải có một nước, tôi mời nhiều nước đến đây họp thì tất cả anh không chấp nhận thì các nước này sẽ ủng hộ tôi. Thì tôi dù mặc dù tôi nhỏ thì anh lớn anh đông, nhưng mà tôi nhiều nước thì anh thua tôi chứ sao, còn hiểu không? Tôi phải khôn quá anh còn biết tôi được. Nó thì thầy nói bởi vì cái khôn khéo của mình, cái biết của mình, chứ không phải là mình nhẫn nhịn theo đạo Phật. Nhẫn nhịn là nhẫn nhịn theo cái điều kiện của cá nhân của mình thôi, còn cái tập thể thì không nhẫn nhịn. Cái tập thể mình lấy tập thể giật cái người không giữ, thành ra họ phải thua. Mình thông minh cái chỗ này rồi, mình gặp thầy đạo Phật nó sáng suốt, thông minh, nó trí tuệ vô cùng, nó nhẫn chứ mà nó không có chịu thua đâu, nó diệt ác hết. Nó nhận cái gì cả. Cũng như bây giờ đạo đức không làm của mình, của người mà anh cứ làm của tôi thì tôi sẽ tìm mọi cách để anh ngăn chặn cái ác pháp của anh làm của tôi mình. Và anh cũng không thể làm của người ta. Đó là cái trí tuệ của đạo Phật. À, thầy dạy mấy con sau này mấy con có đủ trí tuệ đạo Phật thì mấy con tu. Mấy con lấy đúng pháp luật của nhà nước, lấy đúng cái tập thể của mình dành. Mình chưa có đủ tập thể như hồi nãy thầy nói, mình chưa có đủ tập thể thì mình tạo cho cái tập thể của mình không? Thì mình sẽ dập hòa, mình lấy đâu mà trong ý kiến của mọi người đâu thì cái ít ý kiến kia thiểu số thì bạn cũng đa số. Trong cuộc họp nào cũng vậy, người ta lấy ý kiến đa số thiểu số, cho nên biết đó là cái trí tuệ của đạo Phật. Thôi vậy khi này bác nhã thầy nói là văn minh Ấn Độ, thầy nói là đạo Phật thì không có, khi mà Phật dạy xong họ không có viết lại. Nhưng mà ngược lại ở bên Trung Quốc có thì người ta ghi lại tất cả sự Trung Quốc thì người ta ghi lại hết. Nhưng mà không, tại sao bên Ấn Độ là người ta không có cái thói quen đó, tất cả đều là không ghi người ta hết rồi. Tại vì cái tinh thần mà cái dân mà nó được lắm, cái cầu dân. Cho nên vì vậy mà cái tinh thần mà giáo dạy không có cầu dân. Có dân bởi vì cái ý của Đức Phật dạy thì có dân có lại thì nó hạnh phúc, thì có nên biết thì có nên làm thì được, cho nên nó không làm sao sai cái gì đó, bởi vì cái gì nó cũng không sai cái đúng, cái đúng trong cái tuổi đó thì cái gì khác cái gì, những cái quy chế đó mà người ta không làm, còn cái dân của Trung Quốc không có gì cũng như vậy hết, cho nên hiện giờ cái sử của Phật như vậy, người ta cũng khảo cổ ra một cái ra cái gì mà ra, cũng không ghi. Cho nên vì vậy nếu tin của Phật tịch rồi thì toàn bộ giáo pháp của Bà La Môn của Ấn Độ dập lên nát, là không còn có ghi nữa. Chứ nếu mà ở đó mà nó ghi chép sách vở kỹ lưỡng đàng hoàng thì dập sẽ chưa được. Cái này chỉ mình truyền miệng với nhau thì cũng truyền miệng với nhau thôi, rồi từ đó nó quên trước quên sau rồi thêm thắt tự thành ra nó lệch lạc rất nhiều. Mà thậm chí như bây giờ nếu mà hoàn công tu xong thì làm sao ai biết ai đọc kinh này hiểu được những cái lời dạy, có cái kinh nghiệm tu như vậy, nó khó chứ đâu phải dễ. Cho nên một cái xưa nó là một cái sai mà mình cứ mở là đúng là đúng trong cái thời điểm đó, nhưng mà sai sai ở trong thời điểm chúng ta quá sai nào chúng ta quá khổ. Cho nên cái thời này thì nó bây giờ thì phải ghi lại và đồng thời phải kết hợp với một số người có đủ uy tín với mọi người thì lúc bây giờ chúng ta mới chỉnh đốn lại một cái lần dài hơn như thầy thì nói để làm cái niềm tin cho mọi người đây là những cái bậc chỉ nhân để lại chỉ giúp cho loài người thoát khổ. Cái không khéo nếu mà không có số người như vậy thì người ta cũng chỉ nói đây là thời đại của thầy thôi, thầy chỉ nói những cái chuyên tác nghiệp của thầy đâu phải dễ. Cho nên các vị hòa thượng nói vậy chứ còn nếu mà thầy tu mà không có môn tu mà thầy biết sắp nhận ra họ đến mà dập hết không phải dễ, mà dập nát đó, nói họ cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an mà niệm cái sai đó mà dập thẻ hết. Yeah. À, đằng này á nó họ không dám dập là tại vì họ thấy thầy là người là chủ sự thật mà, thành ra họ đâu có dám, có hiểu chứ? Chứ là cái lực lượng của Phật giáo con thấy ghê lắm chứ đâu phải. Yeah. Kỳ họ cũng có những hàng ngàn người, cái đâu phải gì cũng ít đâu.
Vậy mà họ không dám nói như vậy nữa, là tại vì họ biết thầy có công phu. Các vị hòa thượng đều biết hết, hòa thượng Trí Quảng cũng đều biết thầy chứ đâu phải không? Dạ. Biết hòa thầy hết. Nhưng mà vì thấy thầy có công phu, còn các thầy không có tu tập làm chủ được. Cho nên vì vậy mà khi thầy nói, thầy cũng mến phục chứ phải không? Nhưng mà bây giờ đứng ở trên cái vị trí của mình, bây giờ dạng ở đây thấy khó lắm chứ. Mà bây giờ cầu siêu cầu an, bây giờ bảo mà tử được cầu siêu cầu an, thì họ lấy cái gì mà sống đây? Mà nó sống như thầy sẽ được. Dạ thầy, con còn một câu hỏi cuối cùng đó thầy. Dạ là trong đạo Phật thì nói về cái duyên rất là nhiều. Như vậy chẳng hạn như là mình sẽ không có ý thức được, nghĩa là mình không lựa chọn hay là sao? À cái duyên, nó nhiều duyên chứ không phải. Bởi vì do đó cái duyên mà nó hợp nhau thì nó thành vợ chồng, con hiểu không? Cho nên đạo Phật nói duyên đất này. Nếu không duyên sao lại gặp người đó, mà gặp người đó sao lại không hợp, không thể vợ thành chồng mà lại gặp người khác, thì con hiểu đó là duyên hợp duyên tan. Nó thường thường, nó vô cùng cái duyên hợp duyên tan, nó trùng trùng duyên hợp duyên tan, nó trùng trùng. Từ khi mà con từ nhỏ con lớn lên con biết bao nhiêu, gặp nhiều người, nhưng mà hợp rồi tìm hiểu qua cái rồi tan rồi họp rồi gặp nữa rồi tan cứ vậy cho đến khi cuối cùng có một cuối cùng mới mà thành vợ thành chồng mà lại cãi cọ này kia nọ, đó là nhân quả thì đã đi. Tại sao mấy người kia không gặp để rồi không có vậy mà để gặp cái người này, để rồi cái người này hồi gặp cái chị chưa có rượu chè mà đến gặp thời gian rồi rượu chè bây giờ trời đất ơi chết được rồi, không hiểu đó là nhân quả thì đã nhiên họp như thế. Mà nó họp để mà nó tan rồi nó phải như thế nào, nó phải có duyên chứ không lo mà nó tan không đâu có được, nó phải có duyên gì. Cho nên đạo Phật nói duyên mà trong khi tìm hiểu thì mình có nghĩ duyên số hay thầy duyên họp duyên tan, nhưng mà vẫn ý làm chủ. Còn mình thiếu ý làm chủ tức là mình bị cái nhân quả, cái cây này nó sẽ lớn lên như thế này nó sẽ lợi ích người ta, tức là nó qua cái ý. Mặc dù thấy cái cây là con mắt thấy chứ cái ý nó không thấy đâu, nhưng mà thấy rồi nó tiếp cho cái ý phải tư duy suy nghĩ thì cái ý nó sẽ suy nghĩ diễn tả, con hiểu ý làm chủ. Tất cả mọi cái tai nghe mắt thấy đều là chuyển qua cái ý đó, để cái ý nó suy tư nghĩ rồi nó mới giải quyết tất cả mọi chuyện, đó là ý làm chủ. Mà bây giờ mình lại luyện ý thức, làm ý thức lực nó thì quá tuyệt vời. Cho nên làm chủ bệnh là làm chủ sự sống chết hoàn toàn ý. Mà mấy con tu sai là mấy con lọc, con tưởng là thôi rồi rơi vào khi dưới ma rồi. Cho nên hoàn toàn các duyên có. Nếu mà không duyên thì chắc chắn mấy con ngày hôm nay tập này có được duyên. Thôi mà không đó là duyên. Mà giờ duyên tốt thì mấy con về, mấy con tập luyện được thì mấy con làm chủ được sự bình tâm. Tâm của mấy con đó là duyên họ không tốt. Mà duyên tan thì mấy con cái công việc xong nó về, nó rối ren quá tập luyện không được để nó tan. Dạ, mấy con bị cuốn không thế. Cái dòng trong vực luân hồi. Phải không? Con hiểu chưa? Có nhiều mà gì? Có nhiều chứ. Nó có không đâu. Nhưng mà về bạn nhớ phương pháp tác ý không? Rồi tập luyện, rồi xả tăng con. Tất cả chứng ngại pháp đi tới nhân quả thì con sẽ được tình thông. Nhất là bây giờ con lớn tuổi phải tập cái câu an tịnh không hành tu biết thôi vô an tịnh không hành. Còn công phu cái nó 6 tháng nếu mà thân con còn thân công phu để khi thân con có lực đủ đi liệu tức là ngang cố vào không phải thì nó sẽ cứu con này. Thế từ mấy bữa này con ở đây rồi con đang như vậy con ăn chủ con đi đi đấy con đây là con đã khỏe con xin hứa con không nhờ như thế con sẽ tiếp tục còn hai năm nữa con sẽ trở về đây cùng với thầy để được chưa ra băng ráng cố gắng con. Thưa ông Đức Hà Thầy, lần trước là con đến đây thì con có, nhưng mà con cứ nghĩ là để bên sách chuyển đó khi nói là chủ tử A La Hán đổi cô một phép á, con cứ nghe con nhận đạt đại bệnh đó, nó cho anh tiểu thừa đó con. Thế rằng con cô Hiền á, con là đừng cô Hiền để không biết thầy con là con biết đâu rồi, nhưng mà cô Hiền là biết là cô ta làm hại, con không biết. Thế thì còn hôm nay con có một cô có ai đến chưa băng hết thầy, thế cũng cho con nghe thì con xin con là nhìn cô để cho con thông lại được cô để cũng muộn người ta thêm cho con sang
thì con bảo là con cũng nhờ con bố rủ nhau lên đây. Bây giờ cái thời gian của con cũng lại cũng không lên được. Nhưng mà nghiên cứu lên thì học 3 tháng rồi, không thường cũng con rửa tay bảo vệ bố với các con cũng như món con. Nên con xem sách rồi, con tên đây con thích xem sách rồi. Một trưởng đạo, con xem thì con thấy là khoảng bó cái chín rồi. Trưởng đạo. Mà những cơ sở đạo là đại lộ đấy, thì ta còn thấy là còn học mấy chục năm ra thì sau khi bây giờ còn học theo ông xe cho trưởng lão. Thôi đã cố gắng rồi. Để có gì đó sẽ hỏi thầy sẽ dạy cho. Là có thầy dạy cho con nhá. Ừ. Cái hành đấy con sợ con hành thì là con cũng hành mấy tên người ta đi ra hát hát, người ta đi hát hát tại vì tâm của đất ấy. Ừ. Nhưng mà con về con tập về cái gì cái thân của con nó sẽ dễ bệnh lắm để mình làm chủ được cái bệnh. An tịnh thân hành tôi biết lúc vô an tịnh thân hành tôi biết cái câu đó của con là năm hơi thở vậy con tập để sau khi cái thân bệnh của con tập ý về cái nó. Thưa thưa trưởng lão, con học đấy là lúc mà con không có tốt nghiệp tay ta cô nên dạy con đó. Thế là cái một cái lớn là không cần nói là bệnh da hết rồi. À, có cần không cần đấy. À, chỉ đưa tay ra vô vậy. Được. Tay nó phải tốt tiền nhưng mà con tiếc là con tuổi nó lớn quá rồi. Biết tâm là trưởng giáo mà chắc phải khó được. Còn tiếc lắm, biết là phải làm cái nấu mà thầy đó, con biết thầy thôi, chứ biết là thầy dạy. Cái người già phải làm chủ cái bệnh trước cái đã. Rồi làm chủ cái bệnh rồi mới giữ cái tâm bất động. Mà trong khi tu mình làm chủ cái bệnh thì vẫn thư giãn, vẫn tạm giữ cái tâm bất động. Tức là cái chỗ mà mình chứng đạo, cái tâm bất động là cái chứng đạo. À, cứ nhắc mặt tâm bất động thân tạng là như giờ. Tôi ngồi im lặng. Rồi khi nào mà tu về hơi thở thì an tịnh căn hành tôi biết thôi chứ an tịnh căn hành để cái tu tập cái pháp đó để đối trị cái bệnh khi nó có bệnh là đủ rồi, hiểu không? À, để thầy mở lớp thầy thông báo không?